À vâng, và để lên trục chương trình này xin mời quý vị cùng chào đón tiếng hát của nữ nghệ sĩ Bích Ngọc. Một tràng pháo tay đi quý vị. À, Diễm Kiều đâu đây ha, Diễm Kiều ha. Lên vậy, lên vậy. Lên mấy người đẹp ơi, lên. Ha ha, ngộ ha, tự nhiên em lên ngọn đầu đài trước. Em lên trước chị. Ủa nha hả? Trời ơi. À, không... À, cũng không quên chúc em gái Kim Cương thêm tuổi mới, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui mới, vạn sự như ý, muốn gì được đó. Sung lắm mà không biết hát bài gì nữa. Thôi nói chứ cà cổ đi, em hát cải lương cho, em không hát ngọt đâu. Anh cổ đầu nhờ em lên cổ. Dạ. Tiếng đài của bà giờ lấy bà thị của giờ mà bà biết đâu biết bà họ gì đâu. Ôi à, trời ơi, không phải thị. Em hát chết trọn đi anh cổ ơi. Em dung quá, tự nhiên sinh nhật người ta mà em dung quá trời, em dung rồi. Dung quá trời, trời luôn vậy đó. Em hát một lớp chết trọn. Cô gái bắn. Ủa lộn, cô gái bắn gươm. Gung quá nói lộn. Em rung quá em nói lộn. Cô gái bắn thì ăn no đó, no mới nói lộn nè. Rung quá trời rung, rung quá trời trời rồi. Dạ, với tiếng đờn của nam danh cầm trẻ Nguyễn Thị Của. Người ta thường kêu Lê Văn Của, giờ em kêu Nguyễn Thị Của. Tiếng đàn của anh Lê Văn Của. Ủa sao tự nhiên đứng nó cười ên hoài vậy? Lại như sinh nhật nó vậy, đứng nó cười ên hoài. Anh Cương lại ngộ ghê vậy. Yeah.
cùng với anh Bình, dạ, cùng dàn đờn của mình, dạ. Rồi em xin cảm ơn, em đã làm xong rồi. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của nữ nghệ sĩ Văn Phượng. Và bây giờ cũng để đến với dòng hát nam, thì Thanh Thảo xin phép mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nam nghệ sĩ Đăng Nguyên. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Đăng Nguyên gửi tới là chào tất cả quý cô chú anh chị em có mặt trong buổi tiệc sinh nhật của nghệ sĩ Lê Kim Cương. Một người chị xin chúc cho tất cả quý gia đình mình thật dồi dào sức khỏe và làm ăn luôn luôn phát tài và thành đạt trong cuộc sống. Đặc biệt ngày hôm nay xin chúc cho chị Kim Cương thật dồi dào sức khỏe, hát thật hay, được nhiều khán giả yêu thích, hơn nữa càng ngày càng phát triển công việc của chị nhiều hơn. Xin chúc cho chị thật nhiều dài sức khỏe, làm ăn luôn luôn phát tài và thành đạt trong cuộc sống. Liên tục chương trình cho phép Đăng Nguyên sẽ gửi đến một bài giọng cổ nữa, bài hát rất là quen thuộc. Bài hát được mang tên Tình Đầu Nhỏ Nhỏ, một sáng tác của soạn giả Diệp Trầm Cỏ. Hẹn ước
về vẫn tăng người tình. Nhưng trái tim cầm tay mà người có yêu nào quanh lại nhìn. Bởi hồ đôi buông đăng đã đưa em về làm dấu xứ khác, để anh trọn đời là một kẻ tình si. Câu thơ nào viết bằng người đi thành thơ điếu cho một mối tình vừa ban giờ. Rồi từ đó chỉ mình anh trăn trở mỗi lần nghe quá khứ hiện về. Vẫn là màu chính nữ dân của ngày xưa thật ngọt ngào. Còn anh bây giờ vẫn mãi là anh, vẫn không thể quá thành An Lộc Sơn dùng thương. Vết thương cũ đã nghe lòng thôi đau vui, hờn trách xưa nay cùng nguôi dần. Hỡi tình đầu nho nhỏ của tôi ơi, tình gian dở đến tình chân đẹp. Nhưng tôi đã cố gắng rồi tiếc ước chỉ cùng trọn đời mất nhau. Dạ xin hết. À, vâng, xin cảm ơn tiếng hát của nam nghệ sĩ Đăng Nguyên. Dạ, hôm nay là sinh nhật của một người bạn thân của Quang Quanh là nghệ sĩ Kim Cương. Liên tục chương trình, Quang Quanh sẽ được gửi đến một bài tân cổ của tác giả Phạm Mạnh Cương và Cố Soạn Dạ Diễn Châu. Bài tân cổ được mang tên Thương Hoài Ngàn Năm. Điểm thương lạc long ngàn phương. Nửa khuya rồi em còn
xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, chân cảm ơn tiếng hát của nữ nghệ sĩ Phan Hoàng Oanh và Lê Tô Quỳnh Trình sự cầu xin mời tiếng hát của anh Tú. Vâng, xin mời tiếng hát của anh Tú ạ. Không hát là không được nghe, đây là cặp bầy trùng nha. Rồi, anh Kiệt sẽ hát với chị Hà Như. Anh Tứ hôm nay là giọng anh Tứ đang dưỡng, anh Tứ bị khan giọng. Như chị cũng mệt đó, vậy sao đi ca luôn đi. Sao kỳ vậy? À, bây giờ em mệnh Kiệt với là nữ nghệ sĩ Seri. Vâng. Dạ. Có quyền trợ giúp hả chị Vân Anh? Cái này là mình có quyền trợ giúp nè. Hát hay không bằng hay hát, nhưng mà nếu mà anh hát mà không hay em trao cho anh cái giải can đảm. Em trao luôn. Anh mắc cỡ lắm, anh hát không được. Cái bài này thì anh Kiệt và chị Hà Như sẽ gửi đến tất cả quý vị chiếc đoạn trong vở tuồng được mang tên Người Tình Trên Chiến Trận. Xin quý vị cùng thưởng thức. Thôi bây giờ anh Tứ sẽ đàn để cho vợ anh Tứ hát là chị Hà Như, và anh Kiệt chị với chị Hà Như sẽ song ca bài tân cũ của soạn giả Huyền Nhung. Bài tân cũ nó mang tên Dòng Sông Với Em. Xin vị cho chàng phố tay đi ạ. Kiệt không có biết nhịp nhưng mà anh Tứ gán vớt nha anh Tứ. Dòng sông tôi yêu
Bài. Rồi. Dạ, kính thưa quý vị khách quý. Và để liên tục chương trình, Bình Trọng cũng xin trước hết thì cũng xin chúc cho đứa em Kim Cương ngày sinh nhật được vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự được như ý. Ê, hello. Và để liên tục chương trình, Bình Trọng gửi đến quý vị một bài tân cổ Dâu Duyên được mang tên Tặng Đời Chiếc Nón Bài Thơ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
Nhìn này banh chành hết trơn rồi. Gần banh đồn hết trơn rồi. Ê, quý vị ơi, đâu hết trơn ơi. Vui thay việc làm thơ non, làm ra bao non bài thơ. Non trắng công trường đồng ruộng, đẹp như hoa nở bốn mùa. Đoạn trang như tình tình cô gái Huế, che nắng mà che mưa những năm thanh nữ tụ lao động ngày đêm trên đồng ruộng công trường. Kính bực khi hồn lắm lắm thì non nửa màu, khi đọc tình thơ thì non soi đèn trời, khi lòng đã tin rồi thì non cười dạ. Cảm ơn những cành hoa thân thương của quý vị rất là nhiều. Dạ cảm ơn. Châu ơi ánh sáng mắt rồi Châu ơi. Chiếc nón bài thơ bây giờ không còn đơn lẻ, mà bên tôi kết tổ hồn tác đã đâu rồi. Nóng giấc nắng bao lâu rồi em gì mà bây giờ xuống non nhà dòng chảy ngang những chiến lính chặt lạ sao nhờ em kia bè mau về xuôi dùng nhánh tay dừa nỗi nhớ sống xa sống cùng thắt hàng sống tứ bóng canh bê về trắng dưới cờ làng em
thi tóm bài thơ. Ôi thương sao em chẳng mạnh mẽ mà sức bền vĩnh cửu, cho ở mỗi nhà lấy màu dân tộc cùng người vui chùa mộng màng sắc trắng mà tóc mỗi bàn con Dạ, em cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Xuất sắc, hay quá anh Trọng ơi. Khen vậy thôi. Bây giờ là cái vé này, miếng vé quan trọng của em nè. Hên là anh hát hay đó, không thua là em trả vé. Ấp ơn và cũng để đến tụi anh Trình thì xin mời quý vị hãy cùng chào đón tiếng hát của nam nhạc sĩ ba tôi, đó là nhạc sĩ Quang Bố. Vé này mới là vé quan trọng. Con mời ba. Nam nhạc sĩ ba tôi. Hello. Trong một ngày trọng đại như thế này, anh xin phép Kim Cương ơi, Cương ơi, chú xin phép trong cái ngày vui của con, bây giờ chú cũng có gì tặng. Thì thôi bây giờ chú, bây giờ không biết còn nhớ nổi hay không, nhưng bây giờ chú tặng con hai câu giọng cổ và toàn thể trong quan khách ngày hôm nay. Dòng trích đoạn trong cải lương được mang tên Xin Một Lần Yêu Nhau. Trong những ngày lang thang, tôi có quen với một gã ăn mày tên Âu Thiên Dũng, và gã dạy cho tôi hát bài ca tấm biển. Xin tiểu thơ nán lại phút giây đóng tròn vai trò và nghe hết những lời hát hôm nay. Ba đưa tiếng ai bước lên sẽ qua về đâu đâu. Vì suốt đời tôi chưa một lần hạnh phúc nữa, tôi ao ước được nhìn xem một đám cưới qua đường. Rồi khi kiệu cưới đi qua, tôi cúi mình tôi thầm thắp cho đời mình sao khốn khổ. Chờ đợi mùa xuân là mùa xuân.
trời nhớ chép đông cho sầu chất xin được cảm ơn tiếng hát hết sức ngọt ngào truyền cảm của chú Hoàng Bửu gửi đến chương trình trong buổi tiệc ca sinh nhật của nghệ sĩ Kim Cương tối ngày hôm nay. Thì trong sự hiện diện buổi tối ngày hôm nay còn có rất nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp của nghệ sĩ Kim Cương về đây cũng có tinh thần văn nghệ cũng như những bài hát gửi tặng đến cho đại gia đình. Liên tục chương trình thể thao lầu cầu của nhân vật chính trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay yêu cầu tiếng hát của nữ nghệ sĩ Cẩm Như. Cẩm Như là cự nhân đó nha. Cự nhân á. Tới em anh. Dạ hôm nay là ngày vui, ngày sinh nhật của Kim Cương thì Cẩm Như cũng xin hát với Kim Cương đi. Kim Cương ơi, bây giờ hôm nay chị biết em là tiếp khách rất là mệt nhưng mà em hát sao cũng được hết trơn á, lên hát với chị Cương. Đúng không? Cái ngày ý nghĩa của Kim Cương mà phải ưu tiên cho Kim Cương chứ. Hôm nay là biết Kim Cương là thai yếu rồi. Hứng gió nam bây giờ có trời, bầu động thai vậy? Sao tôi hát ở ngoài đợn chứ vậy trời. Ủa mà nhạc sĩ Quang Hiếu đợn cho em hát nè, cho té ruộng đồ chơi. Hát nàng son, nàng son, nàng son. Để anh Hiệu tặng bông đi. Anh Hiệu giờ anh mới bán nhà tới mười mấy 20 tỷ đang để tặng bông. Ai đợn cổ đâu ai cổ đâu chị cổ bán cái nhà tới mấy chục tỷ lận chứ không có mười mấy. Ôi chị lộn 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 mấy chục tỷ đâu rồi để cho ông Hiệu ngọn tặng bông để cho thiên hạ anh Hiệu ngồi bó tặng bông nàng son sao má. Trời ơi trời, cách cách cái đầu mày. Thôi thôi chàng ơi, ông nội ơi, cách nhân từ đây cái gì bà nội. Hôm nay Cương cũng có rất cảm ơn, đó là em nhạc sĩ Lê Của và anh Tâm Sớn ai vậy? Bạn Ngôn nè, nói chung là tất cả mọi người đều thương Cương, dành một tình cảm rất là đặc biệt. Vợ chồng anh Hoàng Hiệu cũng nhất thiết thời gian đến đây. Em thật sự rất là cảm động, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ủa rồi cuối cùng ai đờn vậy trời? Cảm ơn con bạn của Cương Cương Tiền, Tiền Mập. Ai đờn sớm, anh đờn sớm thì biết ai? Ai tiền không? Tiền số muộn được đó. Ăn nhậu không mà trời. Giờ đó anh đem đợt cho hát luôn. Thôi thôi còn đâu. Cảm ơn đại gia.
sao có binh sĩ bao di quân ngầu văn bích nói kẻ người yêu ta đang nâng nếp mình chờ đợi hồng mới xin yêu cho son vì chữ yếu trung mà phải mang tiếng phụ nhau. Khi mà giới thiệu là mình phải lên thôi chứ còn nếu mà cái dạng mà lưỡng lự thì nó hơi bị vô duyên. Nhưng mà giờ là Trần Thanh Cường là xỉn tới mức độ mà không biết là nói chuyện còn nổi không. Thôi đi bậu ơi. Tôi nói bầu nghe nè. Trời đất ơi, bầu nói bầu yêu tôi. Bầu nói là bầu hẹn cái ngày mà sinh nhật của Thiên Hương á. Hai đứa mình nè, hay chung đi chung với nhau. Rồi bây giờ tới cái ngày mà sinh nhật của Thiên Hương á. Cái bầu đi chứ, Nhật Nguyên. Trời ơi là trời, thôi đi ha. Nghỉ chơi. Ai kêu bầu ôi yêu mà lâu bầu nói chứ. Chim Nguyên quầy. Tôi nói
anh nó lột giày lột dép mình. Chiếc xa rừng nhớ cây thương côi, người xa người đêm đợi ngày mong tuổi mình duyên phận long đong thương nhau gần ấy mà không được gần. Hay quá bầu quá. Lâu lâu
có hiểu bắt người để mở làm có chạy ta. Mẹ mai tôi làm như vậy đâu phải tôi chê bậu xấu bậu nghèo á, mà khen họ bạn trai tôi đâu có xấu. Dạ, thân người cảm ơn rất nhiều ạ. À, cảm ơn tiếng hát của anh trai, nghệ sĩ Trần Thanh Cường cùng với anh của ơi, nữ nghệ sĩ Lý Thuật Dương.